Đèn năng lượng mặt trời là một cái sản phẩm không còn quá xa lạ với lại nhiều anh chị. Tuy nhiên, một số nơi, một số vùng thì cái mẫu sản phẩm này nó vẫn còn khá là mới. Vậy thì có rất nhiều anh chị khi mà chúng ta đi tìm hiểu các cái mẫu đèn năng lượng mặt trời ở trên mạng thì chúng ta rất là bị bối rối anh chị ạ, bởi vì bây giờ trên thị trường nó có quá nhiều, hàng đẹp cũng có, hàng xấu cũng có, hàng đắt cũng có, hàng rẻ cũng có. Và sau khi chúng ta tìm hiểu thì chúng ta lại bị loạn lên, không biết là nên chọn mẫu nào. Do vậy thì trong cái video ngày hôm nay thì em sẽ chia sẻ cho anh chị đầu tiên là cái nguyên tắc để chúng ta lựa chọn cái đèn năng lượng mặt trời, và cũng là tiện đây thì sẽ giới thiệu cho anh chị một cái mẫu đèn năng lượng mặt trời với cái tiêu chí là có chất lượng tốt, giá thành rẻ và phù hợp với những anh chị mới bắt đầu khi mà chúng ta nghiên cứu sử dụng đèn năng lượng mặt trời, thì chúng ta có thể đầu tư một cái mẫu này, giá thành vừa phải để chúng ta trải nghiệm. Và sau khi mà chúng ta dùng thấy ok, thấy ổn rồi thì chúng ta có thể nâng cấp lên những cái mẫu đèn đắt tiền hơn, sáng hơn và có thể là đẹp hơn anh chị ạ. Thì đầu tiên mà anh chị lựa chọn cái đèn năng lượng mặt trời thì các bác đừng quan tâm quá đến vấn đề là công suất, mà đầu tiên là chúng ta hãy đặt ra câu hỏi là chúng ta mua cái đèn năng lượng mặt trời này về lắp ở đâu, và chúng ta phải biết được là cái khoảng diện tích mà chúng ta định lắp nó khoảng bao nhiêu mét vuông đấy, từ đó là chúng ta mới lựa chọn được cái mẫu đèn nó đủ độ sáng. Bởi vì bản chất là khi chúng ta mua đèn là chúng ta cần cái độ sáng anh chị ạ, chứ không phải chúng ta cần cái thông số công suất. Thì đương nhiên nếu mà chúng ta am hiểu về công suất và các thông số thì chúng ta sẽ nắm bắt được ngay. Nhưng cái vấn đề đầu tiên mà rất nhiều anh chị, mà kể cả anh chị mới hay là đã mua sử dụng rồi, chúng ta cần phải đặt cái vấn đề này, đó chính là quan tâm về cái nhu cầu của chúng ta. Từ cái nhu cầu của chúng ta thì chúng ta mới lựa chọn được một cái sản phẩm nó phù hợp được. Thì ví dụ như một cái mẫu sản phẩm này thì hôm trước là em có tư vấn cho một anh khách hàng làm về cái kiểu dạng là vườn cây cảnh ấy. Thì anh ấy có nhu cầu lắp rất nhiều các bóng đèn năng lượng mặt trời xung quanh vườn cây cảnh, một là để chiếu sáng và hai là để bảo vệ, tức là tránh những kẻ gian, kẻ trộm có thể ăn cắp, ăn trộm cái cây cảnh của anh đấy. Thế thì có rất nhiều các mẫu sản phẩm có thể đáp ứng được cái nhu cầu đó. Tuy nhiên thì anh ấy muốn một cái sản phẩm giá thành vừa phải, bởi vì khi mà lắp một cái số lượng 10 bộ thì nếu mà nhân lên chi phí thì nó cũng khá là tốn kém, thì chúng ta cũng phải cân đối, cân nhắc để làm sao nó phù hợp với lại kinh tế của mình. Thì sau một hồi tư vấn thì em đã đưa ra cho anh ấy một cái sản phẩm như thế này. Thì trước mắt anh chị đây là một cái sản phẩm đèn năng lượng mặt trời liên thể công suất là 300W. Thì cái đèn này nó có cái ưu điểm gì? Thì thứ nhất là về cái phần giá thành, thì cái phần giá của cái mẫu này thì nó cũng rất là phù hợp. Thì tiện đây em cũng sẽ báo giá luôn cho anh chị, không phải giấu giếm gì cả, để cho anh chị có thể lựa chọn được nếu mà cảm thấy phù hợp. Thì cái giá này hiện tại thời điểm bây giờ là tháng 8 2023 thì bên công ty Hoàng Long em đang bán với giá là 580.000 anh chị ạ. Thì khi mà anh chị sử dụng cái sản phẩm này thì chúng ta sẽ phù hợp lắp ở đâu? Thì thứ nhất là anh chị nếu mà có đường đi này, đấy, cái đường đi mà hàng ngày của chúng ta ở nhà đấy, hoặc là thôn xóm ấy, thì chúng ta có thể lắp mẫu này. Cái thứ hai là sân này, đấy, ví dụ nhà ta chúng ta có một cái khoảng sân đấy và có một cái cột nó cắm lên, ví dụ như anh chị có thể nhìn quan sát ở đây đấy, có một cái cột như thế này đấy, thì chúng ta có thể lắp cái mẫu đèn này. Ở vị trí thứ ba là những cái vườn cây đấy, thì chúng ta cũng có thể lắp cái mẫu này đấy, để ví dụ như là em vừa nói đấy, thì có anh khách hàng là lắp vườn cây cảnh ấy, thì chúng ta có thể lựa chọn được cái mẫu này. Thì cái mẫu này nó có một cái ưu điểm, đó chính là anh chị có thể nhìn cái thiết kế của nó đây đấy, rất là gọn gàng, rất là gọn nhẹ, chỉ có một tấm pin và kết nối liền luôn với lại thân đèn đấy. Và khi mà chúng ta sử dụng cái mẫu này thì chúng ta không phải đấu nối dây dợ gì cả, chúng ta chỉ việc về bắt lên cột cái là xong. Và anh chị chuẩn bị một cái cột, và đây nó cũng có một cái phần gọi là bát để chúng ta có thể xoáy ốc và vặn chặt vào cột luôn đấy. Thì khi mà chúng ta lắp đặt thì nó cực kỳ nhanh và nó cực kỳ tiện. Cái ưu điểm thứ hai của nó chính là cái đèn này thì nó sẽ có hai cái chế độ sáng. Thứ nhất là khi mà bình thường không có người qua lại thì nó sẽ sáng tầm 30% công suất để giúp là tiết kiệm pin cho chiếc đèn này. Cái việc tiết kiệm pin đó thì sẽ giúp chiếc đèn có thể hoạt động được liên tục suốt một đêm từ 12 đến 14 tiếng. Và khi mà có người qua lại, ví dụ như là chúng ta đi lại, đi về chẳng hạn, đấy, trên cái đường nhà hoặc là cổng nhà chúng ta, thì cái đèn này nó sẽ tự động, nó cảm biến anh chị ạ, nó cảm biến và nó sẽ sáng mạnh 100% công suất. Thì khi đó ánh sáng nó sẽ giúp chúng ta có thể sinh hoạt đi lại nó rất là thoải mái. Hoặc một cái vấn đề nữa đó chính là khi mà chúng ta lắp ở những cái nơi mà chúng ta muốn cảnh báo chống trộm chẳng hạn, thì chiếc đèn nó đang sáng mờ, nhưng khi mà kẻ trộm muốn đột nhập, muốn ăn cắp tài sản của chúng ta thì chiếc đèn nó tự động nó sáng mạnh và nó sẽ gây ra giật mình. Thì nó cũng là một cái điều giúp cho kẻ trộm người ta sợ, và chúng ta có thể đảm bảo được cái an ninh an toàn hơn cho cái quá trình mà chúng ta sử dụng, cũng như là giữ gìn cái tài sản của gia đình mình.
Thế còn về cái chức năng cấu tạo thì em cũng sẽ đi qua một chút để cho anh chị có thể nắm được. Vì khi mà chúng ta mua thì đầu tiên là chúng ta hiểu về nó. Đấy, hiểu về nó thì chúng ta sẽ tự tin để mua. Thì em sẽ đo về kích thước trước anh chị nhé. Thì cái kích thước chiều dài tổng thể của cái chiếc đèn này là dài khoảng 60cm. Và cái chiều ngang là khoảng độ tầm 20cm anh chị ạ. Tức là cái chiều từ trên này xuống dưới này là khoảng 60. Và cái bản ngang này khoảng 20cm. Đấy. Về đằng trước này thì nó sẽ gồm có 3 khoang led anh chị ạ. 1, 2, 3. Đấy, và sử dụng 3 khoang led. Ở trong này thì sẽ sử dụng là 3 viên pin 3650. Và trên này có nút bật tắt bằng tay. Tức là khi mà chúng ta bật đèn này, ấn vào đây thì nó sẽ sáng. Đấy. Và bên cạnh đây là quan trọng nhất là nó có một cái sensor cảm biến. Đây là cái chế độ mà cảm biến theo chuyển động để bật tắt cái chế độ mà tăng sáng, giảm sáng đấy anh chị ạ. Đấy. Và đằng sau là nó sẽ có một cái tấm pin năng lượng mặt trời. Anh chị có thể nhìn đây. Đấy. Với cái ba quả pin và kích thước tấm năng lượng này thì hoàn toàn có thể đáp ứng sạc được cho ba quả pin. Và cái với cái chế độ hoạt động đó thì em cam kết là sẽ chạy được từ 10 đến 12 tiếng suốt một đêm cho anh chị. Và đi kèm với lại cái chiếc đèn này thì nó cũng sẽ gồm có một chiếc điều khiển luôn anh chị ạ. Thì ngoài ra khi mà chúng ta lắp đặt lên trên cột ấy thì vì chiều cao mà thì chúng ta không thể nào mà bật tắt bằng cái nút ở đây được. Thì bắt buộc chúng ta phải dùng điều khiển. Và trên điều khiển này thì cũng có đầy đủ các chế độ, ví dụ như là tăng sáng, giảm sáng này, bật tắt này. Đấy, và hẹn giờ, chế độ tự động. Đấy. Và có một cái hay nữa là cái chiếc đèn này nó vẫn có cái chế độ gọi là buổi tối thì sẽ tự động sáng và ban ngày sẽ tự động tắt. Đấy, điều này nó rất là nhàn. Và khi anh chị sử dụng những cái mẫu này thì chúng ta chỉ việc lắp lên thôi. Và gần như tất cả các công việc còn lại là chúng ta không phải làm gì hết cả. Nó tự động sáng hoàn toàn anh chị ạ. Thì đây là cái phần cấu tạo tổng quan. Đấy, anh chị có thể quan sát một chút về phần cấu tạo của nó. Rất là đơn giản thôi. Nhưng mà lại khi sử dụng mẫu này nó rất là hiệu quả anh chị ạ. Giá thành thì rẻ. Đấy, phù hợp với những anh chị nào mà chúng ta còn đang nghiên cứu. Đấy, chưa muốn bỏ ra một số tiền lớn để chúng ta sử dụng đèn năng lượng mặt trời. Thì chúng ta có thể chọn một cái giải pháp là mua một cái mẫu này. Đấy, giá chỉ có 580.000 tại thời điểm bây giờ. Đấy, thì còn tùy từng thời điểm thì nó có lên xuống một chút thì chắc không đáng kể. Đấy, thì anh chị có thể nghiên cứu và lựa chọn cái mẫu sản phẩm này. Bây giờ em đang bật cái ánh sáng của chiếc đèn liên thể 300W cho tất cả anh chị xem. Thì hiện tại em đang để ở phía bên dưới. Đấy, thì bây giờ em sẽ tắt đi và bật lại cho mọi người nhìn này. Đấy, khi mà tắt đi rất là tối này. Bật lại này. Và bây giờ em sẽ cầm chiếc cái đèn này sẽ cầm đi lại để mọi người có thể nhìn ánh sáng trực tiếp của nó. Đấy, tuy là sản phẩm giá rẻ thôi nhưng anh chị có thể quan sát ánh sáng rất là tốt luôn. Đấy. Khoảng sân này nó rộng khoảng tầm 40-50m2 nhưng mà nó sáng tỏa rất đều luôn anh chị ạ. Và nó sáng cả ra cái chỗ lùm cây đằng kia nữa kìa. Và khi mà chúng ta nhìn trực tiếp vào cái đèn này thì anh chị có thể nhìn ánh sáng nó rất là chói. Đấy. Và cái độ phủ sáng của nó rất là rộng. Lát nữa thì em sẽ cho nó lên cột để cho anh chị để xem cái thực tế khi mà chúng ta lắp lên cao thì nó như thế nào. Còn đây là chúng ta đang đứng ở dưới thấp này thì ánh sáng cũng khá là tốt rồi. Bây giờ em sẽ lắp lên cột để cho mọi người nhìn ánh sáng nhé. Bây giờ thì em đang lắp cái chiếc đèn liên thể 300 lên trên cột. Lúc nãy thì anh chị đã được quan sát cái ánh sáng ở dưới mặt đất rồi. Khi mà cầm thực tế thì nó rất là sáng rồi. Và khi mà chúng ta lắp ở trên cột thì cái cột này nó cao khoảng tầm 4m. Thì về nhà anh chị có thể lắp cột tre hoặc là cột sắt như thế này. Thì khi mà cao 4m thì nó sẽ cho một độ sáng còn hơn như thế anh chị ạ. Thì nó rất là sáng luôn. Thì đây là anh chị có thể nhìn ánh sáng thực tế này. Thì đây là khi mà chế độ đèn nó làm việc hoạt động với 100% công suất thì nó sẽ sáng như thế này. Và khi mà chúng ta không có người đi qua, không có người chuyển động thì chiếc đèn tự động nó sẽ giảm độ sáng. Và em sẽ đi lại ra đây một chút. Đấy. Anh chị sẽ đợi một lát là chiếc đèn này nó sẽ giảm độ sáng xuống nhé. Xem mà khi mà nó giảm độ sáng là chúng ta di chuyển lại thì nó sẽ như thế nào. Đợi khoảng mất trong một phút anh chị ạ. Đấy, thì chiếc đèn nó mới giảm độ sáng xuống. Anh chị có thể quan sát đây là ánh sáng nó đang giảm xuống này. Bây giờ em bắt đầu di chuyển ra nhé. Thì anh chị nhìn này, nó sẽ cảm biến này. Đấy. Khi em mà vừa bước chân một cái là chiếc đèn nó đã cảm biến rồi. Và cái khoảng cách bắt sóng của nó rất là xa luôn. Từ đây ra kia nó khoảng tầm 10m anh chị ạ. Đấy, nó bắt vẫn rất là bình thường. Thì khi mà nó chạy cái chế độ như thế này thì sẽ giúp là vừa là sáng sân vườn đường đi mà lại vừa có thể cảnh báo chống trộm luôn cho anh chị. Mẫu đèn rất rẻ và rất nhiều chức năng hay anh chị ạ. Ánh sáng thực tế đây. Anh chị có thể quan sát lại một lần nữa. Ở trên đây thì em cũng chia sẻ và giới thiệu anh chị về cái mẫu sản phẩm đèn năng lượng mặt trời liên thể công suất là 300W. Đấy, thì cái mẫu này nó là một cái mẫu giá rẻ. Tuy nhiên thì về cái cấu tạo cũng chất liệu thì anh chị cũng hoàn toàn yên tâm. Vì bên Hoàng Long thì cũng đã bán hàng rất là lâu rồi, luôn đặt cái chất lượng của sản phẩm và cái uy tín của công ty lên hàng đầu. Đấy, thì nếu anh chị có bất kỳ cái câu hỏi nào thêm thì có thể liên hệ trực tiếp với lại bên công ty của em theo số điện thoại là 0865 999
5 một năm để bên em có thể tư vấn hỗ trợ anh chị nhiều hơn. Và anh chị nếu cảm thấy video này hay và hữu ích thì rất là mong anh chị hãy ủng hộ kênh bằng một lượt đăng ký hoặc là một lượt like vào video. Và cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo.